Chiều ngày 27 tháng 9, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Lâm Đồng và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa hai địa phương. 90 tiểu thương đến từ 50 chợ đầu mối và các chợ truyền thống của Thành phố Hồ Chí Minh đã gặp gỡ giao thương trực tiếp với các nhà sản xuất của tỉnh Lâm Đồng. 90 tiểu thương đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu hoạt động kinh doanh trong ngành hàng rau, hoa, trái cây, đặc sản tại chợ đầu mối lớn như Bình Điền, Thủ Đức, chợ Đầm Sen, Hồ Thị Kỷ, v.v. đã chia sẻ nhu cầu của tiểu thương và người tiêu dùng thành phố, những thói quen tiêu dùng mới sau đại dịch Covid-19, nguồn gốc rau hoa, vấn đề sơ chế tại nguồn trước khi chuyển vào chợ. Ngoài ra, nhiều kiến nghị giữa tiểu thương và nhà cung ứng như chất lượng hoa, đóng gói rau củ, vấn đề cung cấp, thanh toán được nêu ra rất cụ thể, được chia sẻ và bàn bạc tìm giải pháp giải quyết. Ngay trong buổi kết nối, các tiểu thương đã trực tiếp kết nối tìm hiểu về chất lượng hàng hóa trực tiếp với người sản xuất tại Lâm Đồng. Nhà sản xuất Lâm Đồng cũng đã giới thiệu các mặt hàng mới, các sản phẩm đặc thù, giá cả để hai bên tiếp tục xúc tiến, thay vì thông qua trung gian như trước đây. Được biết, Thành phố Hồ Chí Minh là thị trường tiêu thụ hơn 70% sản lượng rau hoa, trái cây của Lâm Đồng. Bên cạnh kênh phân phối hiện đại thì chợ đầu mối, hệ thống các chợ truyền thống của Thành phố Hồ Chí Minh là kênh phân phối hàng hóa trực tiếp tới người tiêu dùng hiệu quả.